Chắc đang là đầu giờ chiều ở Việt Nam rồi. Chắc là mọi người không xem đâu nhỉ. Hello em. Nam Thi. Đi đâu mà lượn lờ vào đây? Hà Nam Thi. Sorry. Hello, hello. Đang chuẩn bị bay về Việt Nam đây mọi người ơi. Giờ đã bớt giống ma giống hôm qua chưa? Chị không đeo len em ơi. Hello Xuân Hà. Thôi chuẩn bị đi làm rồi hát hò gì nữa. Ông giỏi gọi hội vào đi. Đến hết. Ok. Ừ. Đi làm cái lại bánh bèo lại. Lại son hồng rồi, không son nâu nữa. Mắt chị có nhân mí. Nhấn mí thì cũng không tính là dao kéo đúng không? Chứ đâu có dùng đến dao kéo đâu. Cắt mí mới dùng đến dao kéo mà ta. Chị không biết nói giọng miền Trung em ơi. Nhấn mí không đau em ơi, vui lắm. Bác sĩ vừa nhấn mí cho chị vừa hát cơ mà. Chị không biết nhưng mà chị đã để được 2 năm rồi. Chị làm ở Vũ Thái. Lông mày chị không làm gì. Nizupi ơi. Chị nhấn hai cái lúm ở đâu. Cái này mẹ chị làm cho chị em mày. Chung là xấu quá thì hãng nâng mũi hoặc làm răng. Mũi thấp quá thì hãng nâng, còn răng xấu quá thì hãng làm. Mà thấy nhiều người răng đẹp mà vẫn làm đấy thôi. Chứ nói chung là giữ được cái gì càng tự nhiên càng tốt mọi người ạ. Đừng có phẫu thuật thẩm mỹ nhiều. Không đẹp đâu. Việt Nam đang mưa bão à? Như nào? Chị nhấn của bác sĩ Mika Vũ Thái ở Thái Phiên, đường Thái Phiên ở ngoài Hà Nội sao ấy. Chết cha mấy giờ rồi. Còn 5 nữa. Thả tim, thả tim. Em cứ qua đấy em tư vấn trước với cả nhân viên ở đấy. Còn khi xong nhân viên tư vấn xong thì bác sĩ sẽ làm.
Đợt chị nhận Mỹ là tầm 6-7 triệu gì đấy, chị không nhớ lắm, lâu lắm rồi. Thực ra mắt chị cũng là hai mí, ngay từ đầu là hai mí nhưng mà kiểu nó không rõ ấy, kiểu mí lót ấy, nên là nhấn để cho nó rõ hơn thôi. Chị có biết làm mà lúm ở đâu đâu. Này mẹ chị làm cho mà. Nói chung là dạo này có nhiều vụ làm mà lúm mà bị hỏng, xong rồi bị sưng mủ cái gì, bị làm sao ấy. Mọi người đừng có làm mà lúm làm gì, trông không tự nhiên đâu. Lúc nào không cười xong lúc nào cũng có một cái vết thủng ở trên má này, trông vô duyên dễ sợ. Thôi đừng làm. Bảo rồi, cha mẹ cho gì chấp nhận thôi, sống được. Bạn nào hỏi về nhấn mí thì lát nữa coi lại clip nhá, mình nói nhiều lại, nói nhiều quá rồi. Đây chị làm 2 năm rồi đây, chị có thấy sệ đâu. Mà thực ra làm cái gì em, khi nào mà em nhấn đến lần thứ hai ấy thì nó mới sệ. À không, nghe sệ thì nghe ghê quá. Ra nhấn 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 lần thứ nhất thì không sao, nhưng mà đến ví dụ em thấy nó sụp xuống ấy, phải dùng từ sụp đừng có dùng từ sệ. Nếu mà thấy nó sụp xuống thì nhấn lại lần thứ hai thì lúc đấy thì nó mới bị sụp nhiều hơn. Chứ nếu mà nhấn một lần rồi thì thôi, tốt nhất đừng nhấn lại lần hai làm gì. Lông mày thì thực ra chị nói chung là lông mày, về lông mày mọi người đừng có làm điêu khắc nhiều. Mình khuyên chân thành là không nên làm điêu khắc, tại vì sau này khi mà cái lúc mà mới làm xong thì rất là đẹp, nhưng mà đến lúc mà sau này khi nào mà nó phai bớt màu đi, cái phần đầu lông mày rất là đậm, trông xấu lắm. Còn cái phần đuôi thì bị nhạt đi. Nên là ai mà làm điêu khắc thì mình khuyên định làm. Ai mà định làm ấy thì mình khuyên là không nên làm. Tốt nhất là nên phun bột hay là tán bột cái gì gì đấy cho nó tự nhiên. Xong rồi sau này khi nào mà nó mờ dần đi rồi thì vừa đẹp. Ừ, nhấn đi. Nếu em nhấn lần thứ nhất rồi, thu ngân ạ, hay thu ngờ cái gì đây này. Nếu mà em chưa nhấn thì em cứ nhấn, còn nếu mà nhấn một lần rồi thì không khó nhỉ, không nên nhấn thêm lần thứ hai, tại vì nó sẽ bị sụp nhanh hơn. Ơi, đang bị viêm họng khó chịu quá. Hả? Bạn này nói cái gì đây? Chị đang dùng son của S-Boy Flamingo, màu Flamingo. Những cái trường hợp mà bị to quá, nhìn mắt cứ trợn trợn thì đấy là trường hợp mà người ta cắt mí em ạ, chứ không phải nhấn đâu. Chứ nếu mà nhấn mí thì chị thấy tự nhiên mà, chứ đâu có bị trợn lên đâu. Hoặc là có thể là mới làm xong thì nó hơi bị sưng lên một tí thôi, nhưng mà khoảng tầm 1 tháng sau là nó lại bình thường ngay. Thực ra mắt chị bây giờ là nó đang trở về lại, nó đang hồi lại về như lúc trước rồi đấy. Trước nó to hơn cơ, mí nó to hơn.
Bây giờ thì nó lại bị bé rồi. Thả tim đi mọi người ơi. Thả tim đi cho xem tim nào. Đừng thả like với thả cười nữa. Thả tim thôi. Đó. Yêu mọi người quá, tim nhiều quá. Tim 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 tim. Ui. Nhiều tim quá, cảm ơn mọi người. Cái gì kia? Em này tên là gì đây? Cho Chê Ưn. Em Cho Chê Ưn ơi, chị không dùng mỹ phẩm gì. À, dưỡng à, chị dùng dưỡng của Murad. Em đang dùng son của Espoir Màu Flamingo, chị Min Bi ạ. Chị không nâng mũi, Trang Quỳnh Quỳnh ơi. Cột tóc á. Cái vấn đề mà bới tóc này thì nó cũng đơn giản thôi mọi người ơi. Anh lại nói quá rồi anh Triều Hải ơi. Thôi, xin chào mọi người. Đi làm đây. Hôm nay phải đi bộ đi làm nên đâm ra là hơi tốn thời gian một tí. Thế nhá. Bye bye. Bây giờ bay này em Thu ơi. Bye bye nhá. Bye bye mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.